Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu cho khách hàng hai căn nhà. Hai căn nhà này có diện tích là ngang 4, sâu 17, có hướng đông bắc. Nhà này cách đường Phạm Văn Đồng chỉ khoảng 100m thôi nhé. Đây là con đường Phạm Văn Đồng này. Từ đây vào căn nhà mình chỉ khoảng 100 đến hơn 100m thôi. Đường vào căn nhà này rộng khoảng 12 đến 13m nhé. Ở đây là lối vào hai căn nhà em giới thiệu cho khách hàng này. Hai căn nhà này có con đường phía trước rộng khoảng 6m nhựa nhé. Đây là lối vào hai căn nhà mình. Hai căn này có hướng đông bắc nhé. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng Cityland. Ban công vuông, cột vuông. Cổng trước ngoài đây được bên gia chủ thiết kế hai lớp cửa này. Ở ngoài là một lớp cửa sắt đúc cắt CNC. Phía trong mình có một lớp cửa cuốn đức nhé. Bây giờ mình di chuyển vào trong sân này. Đây mình có sân đậu xe hơi bán tải, xe 7 chỗ, xe Innova đậu thoải mái nhé. Hai bên chủ nhà ốp gạch cao hết lên trên luôn này. Đây hai lớp cửa nhé, cửa sắt đúc CNC và cửa cuốn đức. Trong đây mình có một lớp cửa thứ ba, nó là cửa nhôm sinh pha màu trắng và kính cường lực trong suốt. Mặt tiền được chủ nhà ốp gạch hết lên trên luôn nhé. Ngang 4 sâu 17 đã được bên gia chủ hoàn công đầy đủ rồi. Nhà này cách đường Phạm Văn Đồng chỉ khoảng 100 đến 150m thôi. Hướng đông bắc. Ngay phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là không gian phòng khách này. Phòng khách được chủ nhà thiết kế khá đẹp nha. Trên đây có hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED cũng như đèn chùm chiếu sáng ngay không gian này. Vách bên phải thì được bên gia chủ trang trí những bức tranh. Đây mình có không gian cây tủ TV đây nhé. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Đây mình có khu bếp nấu ăn rất rộng đây nhé. Chủ nhà đóng hai dàn tủ để bắt chén trên và dưới, được chủ nhà đóng hàng tủ gỗ sồi. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn LED cũng như đèn trang trí ở trên đây. Đây có không gian kê tủ lạnh ngay đây nhé. Ở không gian phòng bếp này mình có thể kê bộ bàn ăn 4 ghế 6 ghế thoải mái đây luôn. Phía cuối mình đây có chỗ kê máy giặt cũng như giếng trời lên trên và phòng vệ sinh ở dưới. Đây là giếng trời lên trên nhé, mình lấy sáng tự nhiên cũng như lấy gió ngay đây. Đây mình có phòng vệ sinh ở phía cuối căn nhà này. Nội thất cơ bản của phòng vệ sinh rất là ok nhé. Chủ nhà ốp gạch lên tới trần rồi. Có chậu rửa mặt, gương soi, vòi tắm đầy đủ hết. Cửa được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha. Quý khách hàng nào có nhu cầu đi xem liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay chợ Thủ Đức ở đường Kha Vạn Cân. Em sẽ dẫn vào xem hai căn nhà này nhé. Bây giờ mình di chuyển lên trên này. Cầu thang này được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ căm xe và kính cường lực. Nhà ngang 4 sau 17 có hướng đông bắc. Ngay đường Kha Vạn Cân
cách đường Phạm Văn Đồng chỉ có 150 m thôi. Quý vị hồi nãy đã nhìn thấy đường Phạm Văn Đồng. Khách hàng đi xem, đang xem, nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi thông báo những video mình quay những căn nhà đẹp tại Bình Dương cũng như Sài Gòn cho quý vị mình cùng xem nhé. Ấn đăng ký kênh và ấn chung. Đây là phòng ngủ thứ nhất này, phòng ngủ này rộng khoảng 20 m², có ban công phía trước. Phòng này có phòng vệ sinh ngoài, trong đây có tủ áo âm tường 4 cánh này. Phía trên đây hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng ngay phòng ngủ thứ nhất này nha. Cửa thì được chủ nhà làm cửa gỗ xoan đào rất đẹp. Ở đây mình có phòng vệ sinh thứ hai ngay không gian này nha. Phòng vệ sinh này được chủ nhà ốp gạch lên tới trần luôn rồi. Nội thất cơ bản rất là ok nha, có quạt hút mùi, đèn chiếu sáng cũng như chậu rửa mặt ở bên này. Sang tới phòng ngủ thứ hai, mình có cửa sổ chỗ sang bên giếng trời đây nhé, và đây có dàn tủ áo rất là đẹp ngay đây. Phòng này rộng khoảng 17-18 m², chủ nhà bố trí rất là đẹp nha. Hệ thống trần chỉ thạch cao, đường âm máy lạnh cũng như cắp nét đầy đủ hết. Cửa chính cửa gỗ xoan đào. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để nhìn lầu trên nhé. Quý khách hàng nào đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và để theo dõi những video mới nhất mình đưa lên để cho quý vị mình cùng xem nhé. Lên tới lầu trên rồi, bây giờ mình sang phía cuối trước này. Đây có phòng vệ sinh thứ ba, đây là phòng vệ sinh thứ ba nhé. Phòng rộng rãi thoáng mát, rất là sạch sẽ luôn. Bên đây mình có phòng ngủ thứ ba luôn này. Đây có dàn tủ áo âm tường cũng như cửa sổ chỗ sang bên giếng trời, dàn đèn led cũng như đường âm máy lạnh cáp nét đầy đủ hết. Về phía trước mình đây có phòng thờ này, khoảng trống cầu thang đây, chủ nhà làm giếng trời ngay giữa cầu thang nhé. Giếng trời rất là rộng để mình lấy sáng và lấy gió tự nhiên. Đây mình có phòng thờ phía trước rộng rãi này. Phía trước mình có sân thượng này, sân thượng phía trước rộng rãi nhé, mình có thể trồng cây cảnh, kê bàn ghế ngồi uống cà phê ngắm cảnh ngay đây nhé. Đây đang có 2 căn gửi bên mình ra bán, và mỗi căn đang được chủ nhà rao bán với giá là 6 tỷ 100 triệu đồng, và còn được thương lượng trực tiếp với bên anh chị chủ nhà nhé. 6 tỷ 100 triệu đồng cho căn nhà ngang 4 sâu 17, chỉ cách đường Phạm Văn Đồng chỉ khoảng 150 m thôi. Đây là đường Phạm Văn Đồng này, xe lưu thông di chuyển này nhé. Đó, đây là đường Phạm Văn Đồng. Quý khách hàng đi xem thì liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay chợ Thủ Đức hoặc đường Kha Vạn Cân hoặc đường Phạm Văn Đồng. Alo cho em sẽ chỉ đường vào xem căn nhà này nhé. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.